Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ tư ngày 13 tháng 2 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Phúc Lộc Thọ tập 9. 6 giờ phim hoạt hình phim bô. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 7 giờ 25 phút tạp chí quần vợt. 7 giờ 50 phút du lịch vòng quanh thế giới Trung Quốc. 8 giờ 20 phút tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới. 8 giờ 45 phút tạp chí giáo dục. 9 giờ khoa học và đời sống nơi đến của ngày xuân. 9 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam cảnh sát đặc nhiệm tập 5 và 6. 11 giờ 10 phút ca nhạc mùa xuân yêu. 12 giờ trước phim phim truyện Đài Loan những người bạn thân tập 19-20. 13 giờ 45 phút sự kiện thể thao. 14 giờ câu lạc bộ thể thao. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Truy Phong tập 3. 15 giờ 10 phút phim truyện Việt Nam phía trước là bầu trời tập 3. Tài liệu nghĩa tình miền xuôi. 16 giờ 30 phút ẩm thực nước ngoài. 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Hoán đổi tình yêu tập 17-18. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ nụ cười trẻ thơ. 19 giờ 30 phút phim hoạt hình những cô gái siêu nhân. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ hội ngộ bất ngờ. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hàn. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 48. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Đài Loan Chuột yêu gạo tập 18. 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình. 23 giờ 55 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao.